Trước Nguyễn Quang Hải, những cầu thủ nào sở hữu đủ cả bộ giải thưởng quả bóng vàng? Tính cả Nguyễn Quang Hải, có 5 cầu thủ giành được chọn bộ giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam, quả bóng vàng, bạc, đồng. Cầu thủ đầu tiên làm được điều này là hậu vệ Trần Công Minh, sau khi giành quả bóng bạc năm 1996 và quả bóng đồng năm 1997, 1998, hậu vệ của Đồng Tháp đã được trao quả bóng vàng năm 1999. Lê Công Vinh 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007. Tiền đạo người Nghệ An còn một lần giành quả bóng bạc năm 2005 và 3 lần đoạt quả bóng đồng vào các năm 2008, 2014, 2015, năm 2005. Quả bóng vàng thuộc về Phan Văn Tài em, giúp tiền vệ của Gạch Đồng Tâm Long An hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu tại giải thưởng quả bóng vàng. Trước đó, anh đã giành quả bóng bạc vào năm 2003 và quả bóng đồng năm 2004. Đồng đội của Phan Văn Tài em ở Gạch Đồng Tâm Long An là Nguyễn Minh Phương cũng là người sở hữu cả 3 danh hiệu của giải thưởng quả bóng vàng. Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Bình Phước hiện tại từng đoạt quả bóng vàng năm 2010, 2 lần nhận quả bóng bạc năm 2006, 2007 và 1 lần được trao quả bóng đồng năm 2012. Trong buổi trao giải thưởng quả bóng vàng 2019 vừa diễn ra tối 26 tháng 5, Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu quả bóng bạc. Đồng đội của anh ở câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận quả bóng vàng. Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng. Sau lễ trao giải, Quang Hải chia sẻ trên trang cá nhân ở một diễn biến khác: vàng, bạc, đồng mình đều đủ cả rồi nhé cả nhà. Quang Hải từng đoạt quả bóng đồng năm 2017 và quả bóng vàng năm 2018.